tên lửa Hezbollah bắn phá dữ dội thành phố cảng Haifa. Sau ít ngày tấn công cầm chừng, ngày 16 tháng 11, phong trào Hezbollah ở Liban mở lại nhiều cuộc tập kích tên lửa ác liệt vào Israel. Trong đó, thành phố cảng Haifa với nhiều cơ sở chiến lược đã bị bắn phá dữ dội nhất. Truyền thông Israel đưa tin, một thánh đường ở thành phố cảng Haifa, phía bắc Israel, đã bị hư hại nghiêm trọng trong đòn tập kích tên lửa của Hezbollah hồi tối qua. Trong khi đó, lực lượng phòng vệ Israel IDF xác nhận một số tên lửa của Hezbollah đã lọt qua lưới phòng không và lao xuống bên trong thành phố Haifa, gây hư hại một số tòa nhà. Cho tới đêm qua, chưa có bất kỳ thương vong nào được ghi nhận trong đòn tập kích mới nhất này. Trước đó hồi chiều qua, IDF cho biết Hezbollah đã bắn khoảng 65 quả tên lửa và 4 máy bay không người lái tấn công một số khu vực phía bắc Israel, trong đó có Haifa. Các đòn tập kích không gây thương vong nhưng làm hư hại một số tòa nhà và giết chết nhiều vật nuôi tại Haifa. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, cơ quan an ninh Shin Bet và cảnh sát Israel đêm qua cho biết một số đốm lửa chưa rõ nguồn gốc đã rơi xuống khoảng sân bên trong khu vực tư dinh của Thủ tướng Israel ở thành phố biển Kayseri. Vụ việc xảy ra khi cả Thủ tướng Israel và gia đình đều không có mặt ở nhà. Shin Bet và cảnh sát Israel đánh giá vụ việc là nghiêm trọng, ghi dấu hành vi leo thang nguy hiểm, sao không nêu thêm chi tiết. Trước đó, ngày 19 tháng 10, tư dinh của Thủ tướng Israel ở Kayseri đã bị một máy bay không người lái của Hezbollah tấn công, gây một số hư hại. Liên quan tới nỗ lực thúc đẩy ngừng bắn tại Liban, kênh số 12 của Israel tối qua đưa tin phong trào Hezbollah đã bác bỏ hai điều khoản trong dự thảo thỏa thuận ngừng chiến cùng 13 điểm do Mỹ đệ trình. Cụ thể, nhóm vũ trang của Liban không chấp nhận điều khoản trao cho Israel quyền được tự vệ, tức có quyền được tự do hành động tại Liban, và điều khoản liên quan đến việc giám sát thỏa thuận. Cũng theo nguồn tin, đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Amos Hochstein đang cân nhắc việc trở lại khu vực vào giữa tuần tới để chốt thỏa thuận ngừng chiến cuối cùng giữa Israel và Hezbollah. Israel không kích trường học tại Gaza khiến hơn 30 người thương vong. Một cuộc không kích của Israel tại một trường học ở thành phố Gaza, nơi những người di tản đang trú ẩn, đã khiến ít nhất 30 người thương vong. Số lượng thương vong tại Gaza tiếp tục tăng cao. Trong khi đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa ra dự thảo nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức, vô điều kiện và vĩnh viễn tại Gaza. Các nhân viên y tế Gaza cho hay cuộc không kích của Israel ngày 16 tháng 11 tại một trường học ở trại tị nạn Shati thuộc thành phố Gaza khiến 10 người Palestine thiệt mạng và nhất 20 người bị thương. Các cuộc tấn công của Israel trên khắp dải Gaza trong hôm qua cũng khiến 35 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Theo thống kê từ cơ quan y tế Gaza, cuộc chiến tại vùng lãnh thổ này cho tới nay đã khiến gần 44.000 người Palestine thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương. Liên quan vấn đề ngừng bắn và nhân đạo tại Gaza, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa ra dự thảo nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức, vô điều kiện và vĩnh viễn tại Gaza, cũng như thả ngay lập tức và vô điều kiện toàn bộ con tin do Hamas bắt giữ, chủ tấn công ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Dự thảo nghị quyết bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo thảm khốc đang diễn ra tại Gaza, bao gồm việc thiếu các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tình trạng mất an ninh lương thực gây ra nguy cơ nạn đói, đặc biệt là ở phía bắc Gaza. Dự thảo nghị quyết cũng yêu cầu phải cung cấp ngay lập tức viện trợ nhân đạo và những dịch vụ thiết yếu cho sự sống còn của người dân Gaza, đồng thời nhấn mạnh cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc là xương sống của hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Gaza. Houthi tuyên bố ra đòn thành công nhằm vào cơ sở quan trọng của Israel tại Eilat. Người phát ngôn của Houthi tại Yemen, ông Yahya Sareh tuyên bố Houthi đã tấn công một mục tiêu quan trọng tại thành phố cảng Eilat của Israel bên bờ Biển Đỏ bằng một số thiết bị bay không người lái. Phát biểu trên truyền hình ngày 16 tháng 11, người phát ngôn của Houthi tại Yemen cho biết thêm lực lượng không quân thuộc nhóm này đã thực hiện một chiến dịch quân sự nhắm vào một mục tiêu quan trọng của Israel tại khu vực Al-Rashrash ở thành phố Eilat. Theo ông Sareh, tham gia cuộc tấn công là một số thiết bị bay không người lái và chiến dịch đã thành công. Người phát ngôn của Houthi đã ca ngợi sự kiên cường của người dân Palestine cũng như người dân Liban trước Israel, đồng thời khẳng định phải tiếp tục các hoạt động quân sự chống lại Israel cũng như duy trì phong tỏa hàng hải trong khu vực hoạt động hải quân của Houthi đã được công bố trước đó. Ông Sareh nhấn mạnh chiến dịch chống lại Israel của các lực lượng Houthi sẽ không dừng lại cho đến khi hoạt động của Israel tại dải Gaza chấm dứt và Gaza được dỡ bỏ phong tỏa cũng như Israel chấm dứt hành động xâm nhập Liban. Theo hãng tin Reuters, Houthi đã thực hiện gần 100 cuộc tấn công vào tàu thuyền qua lại Biển Đỏ kể từ tháng 11 năm ngoái. Nhóm này tuyên bố hành động của họ là để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine trong cuộc chiến kéo dài một năm qua giữa Israel và phong trào Hamas tại Gaza. Các cuộc tấn công của Houthi đã đánh chìm hai tàu, chiếm giữ một tàu khác
và khiến ít nhất 4 thủy thủ thiệt mạng, làm đảo lộn hoạt động thương mại toàn cầu khi buộc các chủ tàu phải thay đổi hành trình, từ bỏ tuyến đường tắt quan trọng qua kênh đào Suez, dẫn đến không kích trả đũa của Mỹ và Anh kể từ tháng 2 vừa qua. Gần nhất, ngày 13 tháng 11, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM công bố một đoạn video được cho là ghi lại cảnh một cuộc không kích chính xác và mục tiêu của Houthi tại Yemen. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, CENTCOM cho biết họ đã thực hiện một loạt các cuộc không kích vào nhiều cơ sở lưu trú vũ khí của Houthi tại những khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen. Theo CENTCOM, hành động này nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Houthi vào những tàu thương mại quốc tế, tàu của Liên quân do Mỹ đứng đầu và những tàu hàng ở Biển Đỏ, eo biển Bab al-Mandeb và Vịnh Aden. Elon Musk nghĩ gì về các ứng cử viên Bộ trưởng Tài chính Mỹ? Tỷ phú Elon Musk, người được Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump lựa chọn làm lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ Dodge, cho biết giám đốc điều hành của công ty Cantor Fitzgerald, ông Howard Lutnick, sẽ thực sự tạo ra thay đổi nếu được chọn làm Bộ trưởng Tài chính Mỹ. Ông Trump chưa công bố người được đề cử cho vị trí trên, song CEO Lutnick và nhà đầu tư Scott Bessent là hai ứng cử viên nổi trội và những nguồn tin thân cận với ông Trump cho hay ông đang cân nhắc giữa việc chọn một trong hai nhân vật trên hoặc xem xét một lựa chọn khác. Ngày 16 tháng 11, CEO của hãng xe điện Tesla, đồng thời là ông chủ của SpaceX và mạng xã hội X, nói lên suy nghĩ của mình. Theo tỷ phú Elon Musk, sẽ rất thú vị nếu có thêm nhiều người tranh luận về vấn đề này để ông Trump xem xét các phản hồi. Tỷ phú Elon Musk viết trên mạng xã hội X, theo quan điểm của tôi, ông Bessent là một lựa chọn thông thường, còn CEO Lutnick sẽ thực sự tạo ra thay đổi. Tỷ phú Musk nhấn mạnh, về kinh doanh thông thường đang khiến nước Mỹ phá sản, vì vậy chúng ta cần thay đổi theo cách này hay cách khác. Trước đó, ngày 12 tháng 11, Tổng thống đắc cử Mỹ tuyên bố chọn tỷ phú Musk và cựu ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Vivek Ramaswamy, người sáng lập công ty công nghệ sinh học Raven Science, cho vị trí lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ Dodge được thành lập mới. Trong phản ứng đầu tiên, sau khi ông Trump đưa ra thông báo đề cử, tỷ phú Musk đã viết trên mạng xã hội X rằng đe dọa nền dân chủ, không, đe dọa bộ máy quan liêu. Trong một tuyên bố khác, tỷ phú Musk cho hay tất cả hành động của Bộ Hiệu quả Chính phủ sẽ được đăng trực tuyến để đảm bảo sự minh bạch tối đa. Khi nào người dân nghĩ rằng chúng tôi đang cắt giảm một điều gì quan trọng hoặc không cắt giảm một khoản chi tiêu lãng phí, hãy cho chúng tôi biết. Chúng tôi cũng sẽ có bảng xếp hạng cho những khoản chi tiêu vô lý nhất từ tiền thuế của các bạn. Kể từ khi ứng cử viên Đảng Cộng hòa Trump thắng cử trước cuộc đua Nhà Trắng hồi tuần trước, gần như ngày nào tỷ phú Musk cũng có mặt tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, thỉnh thoảng lại dùng bữa tối và đi chơi với gia đình Tổng thống đắc cử Mỹ. Đài CNN dẫn nhiều nguồn tin cho hay tỷ phú giàu nhất thế giới đã thể hiện sự ảnh hưởng to lớn hơn cả trong việc tác động tới những lựa chọn của ông Trump trong quá trình thành lập nội các mới. Không chỉ thân thiết với cựu Tổng thống Mỹ, tỷ phú Musk còn đặc biệt có mối quan hệ mật thiết với tỷ phú Howard Lutnick, giám đốc điều hành của công ty dịch vụ tài chính Cantor Fitzgerald, người đang phụ trách mảng nhân sự của quá trình chuyển giao quyền lực trong chiến dịch của ông Trump. Bên cạnh đó, CEO của hãng xe điện Tesla cũng luôn có mặt bên cạnh ông Trump khi các nhà lãnh đạo thế giới gọi điện chúc mừng chiến thắng của ứng cử viên Đảng Cộng hòa hay tới gặp Tổng thống đắc cử Mỹ Trump. Cụ thể, tỷ phú Musk đã ở cùng Tổng thống đắc cử Mỹ Trump trong một điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 6 tháng 11. Theo nguồn tin thân cận, ông Trump bật loa ngoài và Tổng thống Zelensky đã cảm ơn ông Musk vì đã giúp Ukraine kết nối thông tin liên lạc thông qua dịch vụ Internet Starlink của tỷ phú này. Còn ngày 14 tháng 11, hãng tin Reuters cho hay tỷ phú Musk còn xuất hiện cả trong buổi ông Trump tiếp lãnh đạo nước ngoài đầu tiên là Tổng thống Argentina Javier Milei tại một buổi dạ tiệc ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago thuộc bang Florida. Trong buổi dạ tiệc, tỷ phú Musk gặp ông Milei và chị gái Karina Milei, người giữ chức Tổng thư ký của Tổng thống Argentina.